Có một chiếc xe tải các bạn đang đi lên một chiếc cầu chữ Z ha. Thì nó bị kẹt các bạn ơi, không có qua được rồi. Giờ anh tài xế đang tìm cách ẩn cho nó qua. Thì mình đi để sát cho các bạn xem luôn nè. Ảnh ve ra vô nó dính vô rồi luôn nè. Dính vô chỗ này. Đó, thấy không các bạn? Được quá. Mình đi mình cũng kẹt luôn nha các bạn ơi. Mình cũng đang đợi luôn á. Sẵn thấy rồi mình quay lại cho các bạn cùng xem luôn. Lúc này thì cái chiếc xe này không biết bao nhiêu tấn đây ta. Xe này chắc hơn 3 tấn rưỡi nha các bạn. Che lại luôn, hết trơn rồi, móc lại á. Che lại đuốc này luôn nè. Không lấy tới sáng hôm qua nữa. Rồi về luôn đây, lấy xe luôn đây. Về đuốc này nè. Lại này nè, rồi lấy cái đầu về hướng đó. Rồi thôi, một bóc bóc về rồi đó. Rồi lấy cái lên nè. Chịu không có lên đâu. Rồi tới đây. Rồi tới được luôn rồi đó. Chiếc này chắc lột hay nha các bạn. Rồi lọt rồi các bạn. Tới luôn.